tâm văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam Trù Phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đơn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương. Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc. Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của Soạn Giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này. Bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung đỉnh và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu. Vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch trầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ. Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta. Vở cải lương Mai Trắng Xe Duyên nói về nhân duyên lành nảy sinh từ cuộc hạnh ngộ bên cành mai trắng. Cốt truyện ca ngợi những tâm hồn cao thượng, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, hầu đền đáp ân nghĩa thâm sâu. Một tiểu thư Liễu Chương Đài hiếu thuận nhưng cương quyết vẹn tròn lời ước hẹn trăm năm vàng đá. Một thư sinh Hoàng Xuân Trúc rộng lượng và nghĩa khí. Một Thu Liên và một Xuân Liên trung thành, hy sinh hạnh phúc bản thân. Tất cả đã dệt nên những tình tiết lôi cuốn và cảm động. Cảm phục tấm lòng hiếu thảo của tiểu thư Liễu Chương Đài, nho sinh Hoàng Xuân Trúc đã tặng nàng hoa mai trắng hiếm quý, mang về cứu bệnh mẫu thân. Trước ân đức của Hoàng Xuân Trúc, Liễu phu nhân đã xe duyên giai ngẫu cho chàng và Liễu Chương Đài.
Trong khi đó, phụ thân của Liễu Chương Đài là Liễu Tống Binh, được quan Ngự Đệ cứu mạng ngoài sa trường, cũng đã hứa cho ái nữ kết hôn cùng vị ân nhân thuộc dòng dõi hoàng gia. Để Liễu Tống Binh được vẹn toàn chữ trung và chữ tín, cũng như Liễu Chương Đài được giữ tròn chữ hiếu, Hoàng Xuân Trúc đã hy sinh nhường hôn ước cho quan Ngự Đệ. Kính mời quý vị thưởng thức phần 2 vở cải lương Mai Trắng Xe Duyên của soạn giả Bạch Mai, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Quế Trân trong vai Liễu Chương Đài, Võ Minh Lâm trong vai Hoàng Xuân Trúc, Ngọc Đáng trong vai Liễu Phu Nhân, Bình Tinh trong vai Xuân Liên, Lê Hồng Thắm trong vai Quận Chúa, Thanh Thảo trong vai Thu Liên, Ngân Tuấn trong vai Ngự Đệ Cẩm Châu, Tuấn Sang trong vai Lục Thất, Điền Trung trong vai Điền Quang, Minh Long trong vai Liễu Hoàng Khai, Xuân Trúc trong vai Vua, cùng các nghệ sĩ khác. Ngàn ngào sao anh bay bay
tường hay chăng? Bây giờ ta phải tính làm sao đi phu nhân? Ông bà ơi, ngọn cỏ tốt tươi là nhờ cội cây già trẻ mưa đỡ nắng. Tuy không phải là tình thân cốt nhục, nhưng ông bà đã nuôi con khôn lớn nên. Bẩm ngự đệ, đây là tiện nữ. Dạ. Kính chào nhạc gia và nhạc mẫu. Dạ. Để không còn tốn tí thượng hạ, nay một nhà nghĩa tế với nhạc gia, xin đừng cấu chấp cho con đây bái tạ. Kìa, miễn mời ngự đệ an tọa. Dạ nội ư. Phu nhân. Dạ. Bà vào trong coi nó trang điểm xong chưa, bảo ông chương đại đây mau ra mắt ngự đệ. Dạ được. Nhanh lên. Dạ. Đá tạ nhạc gia. Mời. Mời. Phụ Như. Dạ. Coi con chương đạt xong chưa? Bảo nó ra mắt người đệ đi bà. Dạ. Chương đạt. Hôm nay phận gái 12 bến nước lễ du quy sao trước giảng dình. Ngự đệ đến rước dâu, vậy con hãy đến ra mắt ngự đệ đi con. Dạ, con xin vâng lời cha mẹ. Dạ, liễu chương đài xin ra mắt ngự đệ quan. Ta miễn lễ. Thưa nhạc gia và nhạc mẫu, hòa hôn xong con sẽ ra miền quan tái để nhiều em tướng sĩ ba quân thư nàng đổi chiếc chăn đơn, phiền nhạc mẫu tới lui thăm viếng. Ngự đệ hãy an tâm, lão phu sẽ nhận lời ủy thác. Đá tạ. Thưa nhạc gia, con cúi đầu bái tạ nhạc gia cùng ba nhạc mẫu tứ tha lỗi lầm. Giờ đây cho con rước dâu về ai dinh phủ vui câu trùng bùng. Ôi lòng quả thích vô cùng, trai anh hùng sanh gai tiền quyền, ba sinh nước hẹn nửa đôi phỉ quyền. Dạ, con vô dấu xin ngài tha thứ, rồi lỡ lầm xin mở lòng thương. Lời chân thật xuân tương cuối sinh quân tử chở che mái hồng. Phu nhân, phu nhân. Người bởi vì vô tình dễ sợ luôn á. Con người mà không biết bảo quản tình yêu hạnh phúc gia đình gì hết trơn à. Trời ơi,
anh nói gì vậy? Cái gì mà bảo quản tình yêu hạnh phúc gia đình làm sao? Em quên gì rồi hả? Hôm nay cái ngày này là cái ngày anh qua gặp ông bà để anh xin hỏi. Hỏi gì vậy? Hỏi cưới em á. Trời đất ơi, anh hỏi cưới em hả? Anh hỏi cưới em mà. Anh không hay biết chuyện gì sao? Anh đâu hay biết gì đâu. Cô Đại và cậu Trúc đã chia tay rồi. Hả? Trời ơi, cô Đại và cậu Trúc đã chia tay rồi sao? Dạ, ông của em đã hứa gả cô em cho Quan Ngự Đệ nên hai người đã chia tay. Trời ơi, hai người đã chia tay. Còn chuyện của em thì... Chuyện của em nhanh hả? Phải sáng ngang sang phải đa mang giống thề bồi phàn. Nghèo có tội tình chi Thu Liên nỡ đành tâm bỏ bến xa thuyền. Thu Liên, dạ. Anh phải sống sao đây khi tôi vẫn cho mình. Thu Liên ơi Thu Liên, đừng rời xa lục thất. Hai đứa tuy nghèo nhưng chân thật với con tim. Anh nghĩ em nói đùa để thử giả người yêu. Thất Thương Liên thật lòng chỉ nhờ ngại hôn thường. Cô cầu vợ gian hai đứa mình đừng nối bước. Anh nguyện sẽ cùng em sao sao hả Liên? Dạ, đi dạ anh đi với em không? Đi với em hả? Dạ. Mà đi đâu vậy? Đi lên kinh đô tìm cô Đại với lại cậu Trúc. Đi tìm cô Đại với cậu Trúc? Dạ, anh có đi không? Anh không đi em đi á nha. Không, anh đi với em mà. Vậy đi đi. Anh đi với em mà.
lòng khiến cho Điền Quang nghe lòng vui rộn rã. Chỉ mong sao ngày tháng qua dần tình bạn keo sơn kết thành lá thắm. Tại năm tháng nhau dài kề dài sai đắm. Nói thế có nghĩa là Điền Quang ơi, ta hiểu lòng Điền Quang đang có mối tơ vương khiến lòng chàng bối rối. Nhưng chuyện tình yêu muôn đời khó nói, bản thân ta còn chưa hiểu được trái tim mình. Tào quyết bắt nàng làm con tin để đòi nửa giang sang Tống quốc. Đã biết ta là quận chúa thì hãy quỳ xuống mà nạp mình. Nếu cãi lại, ta sẽ không tha thứ. Võ quan đâu? Quân sĩ đâu? Võ quan quân sĩ của nàng đã bị ta giết chứ? Xác gỗ ngang gục ngã dưới chân đồi. Anh nhãi kia, nếu hôm hôm là thiên quận chúa đặt thân, ta thu được nửa giang sang Tống quốc, chừng đó ta xin gả nàng cho nhà ngươi đó. Thôi, hãy cầm đi hỡi phường giang manh, ta sẽ chẳng buông tha cho phường giặc cướp qua được. Đã từ lâu xưng vương một loài, chống lại hoàn thành yêu ổn cho muôn dân, rồi đây mây sẽ bị thiệt thân. Ta đã ngàn nàng há sợ hoàng ân, đi những nó cuồng nhục mã vô thân. Quả là mi bạc phước vô thần, ta dùng đau thần mi sẽ ra mà lên. Trên bước đường vô nhạc
ta lòng thương thớm của cô nương. Nhưng ơn kia đâu đáng để cho ai phải hận. Xin cho xuân chúng được dời ngót lên đường. Ta xin cầu lụy chàng nữa. Ừ, vậy đi. Mà ta Yến Linh quận chúa. Dạ, tiểu sinh xin đi đầu bái kiến quận nương. Kìa, Hoàng Xuân Trúc, chàng chất vội đa nghệ. Ta ra lệnh cho Điền Quan hãy đưa Hoàng Xuân Trúc về kinh thành, chờ ngài bái mạng Dương huynh. Một mình như thế này, chẳng hay cô nương tên là chi? Dạ tôi họ Liễu. Họ Liễu? Dạ không, tôi họ Bạch. Tên là Xuân Liên. Vì mà ta tưởng cô nương trùng họ với phu nhân của ta chứ. Thân má hồng cận bạc, cha quy tiên chỉ còn mẹ dưỡng nuôi. Ngày qua ngày theo mẹ bán cơ, quy cơ cực nhưng lòng không quản ngại. Nào ngờ đâu trời không thương xót, bao thu phong ba con thuyền đắm trong màn đêm, xác thân tôi dòng sông cuốn đánh trôi vào bờ. Mẹ tôi chẳng còn dương gian, con sống kia vùi
chính là ngự đệ Dương Cẩm Châu. Ngự đệ à? Phải. Đứng lại. Tại sao nàng nghe tên ta nàng lại hốt hoảng? Dạ, dạ đâu có. Nàng đừng ngại, ta đã có phu nhân rồi. Người... và hiền thê của ta tên là Liễu Chương Đài. Liễu Chương Đài à? Phải. Ờ, nàng có quen à? Dạ không. Tên đẹp quá. Chẳng hay nàng có bằng lòng làm nghĩa muội của ta không? Dạ. Thân má hồng phận bạc, nhờ ngự đệ đoái thương, ơn đức nguyện ghi xương. Dương Cẩm Châu, huynh trưởng Xuân Liên hiền muội. Hiền muội. Này phu nhân, xa cách nhau chưa đầy tuần nhật, ta nhớ nàng da diết khôn ngôi. Hãy lại đây, hãy lại gần sưởi ấm hồn ta, vui ta ngộ riêng dành cho ai đó. Phu nhân, đôi ta đã đến nước tơ duyên vàng đá, thì mãi mãi như đôi chim én lượn mây trời. Nguyện trọn đời yêu ai, không đổi thay tất lòng. Dù bão giông dằn phủ, phủ vũ giải lòng tâm, đôi tim chung hòa yêu thương. Như thiết thạch không nhòa, ta yêu nàng, ta yêu tha thiết. Ôi hạnh muốn tai cho cuộc đời Xuân. Cái gì Xuân Liên? Hả? Dạ thưa phu quân, thiếp nói là Xuân vui, chứ đâu có Xuân Liên gì đâu phu quân. Đúng rồi, Xuân là phải vui phải không nàng? Dạ thưa phu quân, chẳng hay phu quân ra trận chinh chiến thế nào, có chuyện gì vui hay không, chẳng kể cho thiếp nghe với. Này phu nhân, sau khi ta ra biên ải chiêu an, cả dân làng vang lạc cả giang. Gặp phải người con gái phiêu linh, tướng diện con trang nhưng lễ tràn cửa động, mất mẹ mất cha thảm cảnh khốn cùng, thương xót nghẹn ngào ta nhận làm em cùng với phu nhân sớm hôm bầu ban. Tên mặt Xuân Liên gia cảnh khốn cùng, theo mẹ bán tơ giữa đường gặp nạn, mẹ cha mất đi thảm thiết ngàn. Xin phu quân cho thiếp gặp mặt nhà. Được, truyền Xuân Liên tái mạng tẩu nương.
Xuân Liên hiền muội hãy bình thân. Này Xuân Liên hiền muội, đây là hiền thê của ta, là Liễu Chương Đài. Đúng, Liễu Chương Đài. Phải, Liễu Chương Đài. Còn đây là Xuân Liên hiền muội. Dạ, ta là Dương Phi Liễu Chương Đài, xin giả ơn cho. Một người con gái thật là xinh đẹp à. Xinh đẹp. Rất đẹp. Trời ơi, thương gái nhan hồng trôi nổi bơ vơ. Phu quân ơi, chàng nhận làm em quả là chuyện tình cờ. Từ đây thiếp đã có người bầu bạn, mỗi khi phu quân bận việc quan vắng mặt. Thế à? Dạ. Này phu nhân, vì quá nhớ thương nàng cho nên ta vội vã trở về đây, chưa vào triều đình bái kiến Dương huynh. Bây giờ chị em hãy tâm tình, ta vào triều đình bái kiến Dương huynh rồi sẽ trở về họp mặt nha. Dạ, đội ơn phu quân. Ta đi nha. Ta này Xuân Liên. Dạ. Ta gọi Xuân Liên chứ đâu có gọi nàng đâu mà nàng giả. Dạ thưa phu quân, giúp giả giùm cho Xuân Liên mà. Giả giùm. Dạ. Thương em quá ha. Thôi, ta đi nha. Dạ. Quý vị vừa thưởng thức phần 2 vở cải lương Mai Trắng Xe Duyên của soạn giả Bạch Mai, với sự góp mặt của các nghệ sĩ
Quế Trân trong vai Liễu Chương Đài, Võ Minh Lâm trong vai Hoàng Xuân Trúc, Ngọc Đáng trong vai Liễu Phu Nhân, Bình Tinh trong vai Xuân Liên, Lê Hồng Thấm trong vai Quận Chúa, Thanh Thảo trong vai Thu Liên, Ngân Tuấn trong vai Ngự Đệ Cẩm Châu, Tuấn Sang trong vai Lục Thất, Điền Trung trong vai Điền Quang, Minh Long trong vai Liễu Hoàng Khai, Xuân Trúc trong vai Vua, cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm ơn quý vị đã xem Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp nối chương trình là lời Pháp Cam Lộ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for your company on today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master.